Vâng, em xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đô Hàng Nhật. Đấy, hôm nay thì loa về đây các bác này. Đấy, nhưng khả năng tối nay em quay muộn cho các bác nhé. Em lên video khá muộn đấy vì em còn đang bóc hàng này các bác này. Đấy, loa rất nhiều đang bóc rồi nhá. Loa này thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đi tôn này. Tôn này, úi giời. Đẹp chưa các bác này. DS66Z. Đấy. Đấy, Pioneer này. Pioneer con này mấy loa. Đẹp chưa? Đấy, Pioneer này. Đây có con Pioneer này đẹp con này. Đây. Pioneer CS-A77 con này, đẹp chưa? Đấy. Đẹp xuất sắc luôn con nhá. Đấy A77. Đây Aurex này. Đây rồi Sony nữa này. Từ từ. Sony SS577 con này. Nhìn đôi Sony đẹp chưa này. Kinh khủng nhỉ. Chắc đi chưa? Ồ, sản tên nick nhỉ? Test nick nhỉ con này. Test nick gì đây? SB1750. Đấy, loa rất đẹp con nhá. Loa rất đẹp luôn. Đấy, còn đang khui rất nhiều đây con này. Đấy, này thì 3-4 xe cơ. Khá là em lên video cho các bác khá là muộn nhá. Đấy, đây, con nhìn đây đây. Đấy. Các bác chờ tí nữa em lên cho các bác 1-2 đôi nhá. Ôi Sony này đẹp mà. Những cái đôi Sony như vừa nãy kìa. Con này con to hơn. Cũng 57 này. Trên nhờ. Kinh khủng nhờ. Nguyên bãi chấm hết luôn. Đấy. Hẹn các bác tí nữa em lên cho các bác nhá. Đấy. Xin chào các bác. Hẹn các bác ở những video tiếp theo.